Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Thì hầu hết là các nhà quảng cáo Facebook, các anh em chạy quảng cáo Facebook hiện tại trên thị trường không biết đến điều này. Cho nên là anh em là không thể nào lên được cam, không thể nào chạy được quảng cáo trong thời điểm này. Thì cái điều này là điều gì thì anh em cũng xem nhé. Đây nhá anh em nhá, điều mà anh em 99% các nhà quảng cáo Facebook hiện tại là không biết đến điều này. Đó là chính sách quảng cáo. Đơn giản vậy thôi đấy. Thì cái chính sách quảng cáo là tồn tại ở Facebook rất lâu rồi nhưng mà rất ít người có thể quan tâm đến nó và đọc nó. Thì trong đây có cái nội dung này, nội dung cấm này, anh em xem nhé. Mình sẽ mở một cái chính sách quảng cáo ra, tại sao anh em hay đây đó, nó là né tránh này đấy. Cái nỗi ấy, anh em hay gặp phải cái nỗi né tránh các hệ thống này. Chính sách là quảng cáo không được sử dụng các thủ thuật để né tránh xét duyệt quảng cáo hoặc là các hệ thống thực thi khác của chúng tôi. Điều này gồm các kỹ thuật cố dấu, che giấu trang đích hoặc nội dung quảng cáo. Thì cố dấu trang đích là đối với anh em mà chạy chuyển đổi đấy, để không muốn là chạy trực tiếp trên landing page bán hàng của mình, hay còn gọi là anh em chạy một cái landing page khác gọi là bọc link đấy. Còn nội dung quảng cáo là tức là content tag anh em viết là sử dụng ký tự, các ký tự đặc biệt, ký tự Unicode đấy, đấy để che giấu câu văn của mình ấy. Thì bên dưới này nó nói luôn là ví dụ này, sử dụng biểu tượng ký tự Unicode trong văn bản nhằm che giấu các cụm từ rõ ràng luôn này, hạn chế quyền truy cập của Facebook vào các trang đích này. Thì cái này là quyền truy cập là sao, tức là nếu như anh em chạy tin nhắn ấy thì anh em có cái gọi là gì nhỉ, là chỉ hiển thị ở Việt Nam ấy. Anh em cài đặt chế độ chỉ hiển thị ở Việt Nam, không hiển thị ở nước ngoài là một này. Anh em chạy landing page thì là có cái tút là xem ở trên trên PC thì khác, mà xem trên mobile thì khác ấy. Thì trong khi đó là anh em chỉ chạy quảng cáo mobile thôi đó. Và cái hay gặp nhất nữa này, cố tạo tài khoản quảng cáo mới sau khi chúng tôi thực thi biện pháp xử lý đối với tài khoản quảng cáo do vi phạm chính sách của chúng tôi đó. Lỗi này lỗi hay gặp nhất. Thì anh em mà tạo quảng cáo lên là gì, là anh em mua con Via mới về lấy tài khoản cá nhân của nó, thì anh em lock trên cùng một thiết bị, trên cùng một cái máy tính, anh em trên cùng một cái trình duyệt đấy, trên cùng một dải địa chỉ IP đấy, vân vân, rất nhiều thứ liên quan. Cái này thì nó có cái chính sách cookie. Chính sách cookie là gì thì xem nào. Trên này nó có rất nhiều thứ này, chính sách trên này nhiều thứ lắm. Anh em mà muốn chạy được quảng cáo Facebook ấy thời điểm này, và muốn 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 tức là lách luật để chạy những cái hàng vi phạm chính sách thời điểm này, thì anh em nên đọc cái chính sách quảng cáo ấy nhá. Đọc hết đi, đọc chính sách quảng cáo, toàn bộ chính sách quảng cáo. Nó mất khoảng độ 3-4 ngày thôi, anh em ngồi châm cứu khoảng 3-4 ngày thì anh em sẽ có cái phương hướng để giải quyết vấn đề của mình đó. Hầu hết là anh em không chịu đọc cái này cho nên là anh em gặp bế tắc trong việc chạy quảng cáo thời gian này. Đấy, còn anh em nào mà không muốn đọc, lười đọc thì có thể gặp trực tiếp mình, thì mình coaching cho anh em các vấn đề này, thì có thể là, thì chắc chắn là anh em chạy quảng cáo được luôn, đúng không? Thì đây, đấy, lúc nào cũng có cam luôn đấy, hình dung không? Xem trọn đời nhá. Cam này tuy rằng là mới chạy hôm qua thôi nhưng mà chưa ngon lắm, nhưng mà đấy, yên tâm là anh em là chắc chắn là sẽ có cam để chạy, anh hình dung không? Đấy, có cam để chạy. Ok anh em nhá. Xin chào và anh em đừng quên để lại một subscribe trên kênh YouTube của mình, hoặc là có vấn đề gì thì có thể comment xuống bên dưới, mình sẽ sẵn sàng trả lời anh em. Anh em nhá, giới hạn sử dụng rất nhiều thứ này, anh em nên đọc chính sách quảng cáo đi và subscribe kênh YouTube của mình đi nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em các video lần sau.